Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Nhân BB. Chúc các bạn ngày mới thật là nhiều vui vẻ các bạn ơi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với game kết hợp khẩu long và kết hợp chiến binh để đấu với kẻ địch các bạn ơi. Wow, mình đã chơi tới màn 116 rồi các bạn ơi. Thì đội của team bạn nó quá là mạnh nữa, nó quá ghê gớm nữa các bạn ơi. Mình đã thất bại dù mình đã có thêm một chiến binh cực kỳ mới. Nên là ngày hôm nay mình quyết định mình sẽ xin thêm khẩu long các bạn ơi. Dù rất là đắt nhưng mà mình đã có đủ tiền để xin thêm mấy chục em khẩu năm nữa rồi các bạn ơi. Yeah, quá nhiều luôn, xin mắc luôn, xin mắc luôn anh em nha. Ấy ui giời ơi, vẫn còn 1.000 tiền nữa các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ xác nhập khủng long lại anh em ơi, biết đâu tí nữa mình lại xác nhập được thành em khủng long mới các bạn ơi, thì đỉnh thực sự luôn đúng không các bạn ơi. Xin thêm khủng long nha. Nhân mắc của mắc luôn các bạn ơi, các bạn thấy thế nào? Ấy ui chết cha rồi, bây giờ mình cũng còn có 208 thôi các bạn ơi, còn xin được em hai em khủng long bé nhỏ nữa thôi các bạn ơi. Thôi không hỏi lại, không hỏi rồi, hợp tạm ở đây xin đúng hai em nữa, hết tiền, không còn đồng tiền nào luôn các bạn ơi. Trời ơi, game này dã man đâu, chơi mãi cày mãi không được tí tiền, xin mấy em khủng long đã hết sạch tiền rồi các bạn ạ. Ừ, mà đội quân này của mình là mạnh đấy, đủ mạnh để ăn không, đủ mạnh để giành chiến thắng các bạn ơi. Ui ui khét đấy, yeah, tướng của team bạn đã bị nằm xuống rồi các bạn ơi. Yeah, đó nó phải tê chứ anh em ơi, quá dễ dàng luôn. Lần này mình nghĩ thì mình sẽ cho mấy em khủng long của team bạn tắt điện luôn các bạn ơi. Team bạn bây giờ có hai người chiến binh khổng lồ các bạn nha. Team bạn có hai chiến binh khổng lồ đấy, ghê gớm hết đấy. Ok, này thì ghê gớm với chúng tôi này, ghê gớm với chúng tôi này. Ui giời ơi, mình chỉnh cái này lên tí nha các bạn nha. Bọn chúng thua đẹp luôn các bạn ơi. Yeah, 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 yeah. Trời ơi, xin bao nhiêu khủng long vậy mà không thắng được nữa thì thôi các bạn ơi, quá nhục luôn đấy chứ đúng không? Thật luôn ý. 118 à. Ui sắp đánh thế cái con boss cuối cùng rồi đấy các bạn ạ. À, nhầm, không phải con boss mà con boss là màn 120 nó sẽ có một con boss các bạn ạ. À, lần này bọn chúng xếp khủng long ba khủng long to nhất của bọn chúng ra giữa các bạn ơi. Ok bạn ơi, mình cũng xếp ra giữa luôn bạn ơi. Sợ gì bạn đâu, mình có ngán bạn đâu anh em ơi. Con khủng long tai xanh của mình sẽ đấu với con khủng long tai xanh của bạn, khủng long có sừng của mình đấu có sừng của bạn. Nhưng mà mình có con khủng long bạn chúa sẽ đấu với con khủng long xanh của bạn nên là bạn chắc chắn là bạn thua thôi bạn ơi đúng không? Yeah. Trời ơi, kẻ địch lần này gặp nhân có nhiều tiền nhân xin là kẻ địch chỉ có thua các bạn ơi. Đúng rồi, cắn đi. Trời ơi, cắn đi. Rồi, ui, khó anh em ơi, khó rồi. Yeah. Ui, quân chết nhiều chưa các bạn ơi. Còn mỗi vị tướng cuối cùng các bạn ơi, người chiến binh mạnh nhất thôi. Chẳng là tin bạn rồi giờ sao cứ thấy 3 chiến binh luôn các bạn ơi. Team bạn có tới 3 chiến binh luôn, khét thật đấy nhỉ, chất thật đấy. Trời ơi, tưởng mình sẽ kết hợp khủng long lại các bạn ơi. Trời ơi, ôi, sợ chưa, sợ chưa các bạn ơi. Dù bạn có 3 chiến binh thì mình vẫn kết hợp lại các bạn ơi. Trận này từ đó mình đang tính, đây, mình đang tính như vậy các bạn ơi. Tấn công bẹp một bên trước các bạn ơi, tấn công bẹp một bên của đối thủ trước cho mấy em này lên đây. Mấy em bé lên đây để đỡ đam anh em ơi. Làm sao mà quên được mấy em này. Let's go, tấn công. Đấy, cắn đi khủng long có sừng, mình sẽ cắn khủng long bạo chúa của nó các bạn ơi. Tấn công rồi, vào đấy cắn mỗi em một phát. Yeah, ui con khủng long con của mình còn sống này. Ấy giời ơi, team bạn chỉ có lượt thua rồi, được nhân BB đâu các bạn ơi. À, lần này nó sắp đội hình có vẻ khét đấy các bạn ơi. Mình cũng sắp lại đội hình các bạn ơi. Bạn thích sắp lại đội hình, mình cũng sắp lại đội hình luôn cho bạn xem luôn đúng không anh em? Đây, con khủng long bạo chúa này của mình, à khủng long có sừng của mình sẽ vào đây. Ui, đối đầu với chiến binh khủng long của team bạn luôn các bạn ơi. Đấy. À, thử ra. Đây, cái này sẽ cho vào đây. Đấy, để đỡ đam các bạn ơi, cái này sẽ vào đây. Đây. Cái này xem vào đây. Đấy. Ok luôn. Chiến luôn, let's go. Ui, thì bạn bị cắn nhẹ phát đi hết luôn các bạn ơi. Cắn nhẹ phát đi hết luôn. Rồi. Thắng rồi. Vẫn còn một em khủng long con còn sống này. Ảo thật đấy. Ôi khủng long con đời này bất tử luôn các bạn ơi. Quá ghê gớm luôn các bạn chưa. Khủng long con của mình nó mạnh lắm đấy. Ồ, trận này có vẻ team bạn mạnh nhau, có nhiều khủng long đỏ chưa. Bọn chúng có một hàng khủng long đỏ ở đây luôn các bạn ơi. Ghê gớm nhỉ. Ghê gớm, một hàng khủng long đỏ luôn. Dã man đấy nhỉ.
Được rồi, nếu bạn thích vậy thì kệ bạn, cho bạn có hàng của long đỏ đây. Đỏ vào cắn phát là đi luôn mà anh em ơi. Ui ui, khủng long có sừng của mình đây, chết này các bạn ơi. Ui trời ơi, trận này thua rồi các bạn ơi. Ui không ngờ hàng khủng long đỏ của team bạn lại mạnh đến thế anh em ơi. Ui khát đấy nhỉ, chất đấy nhỉ. Được rồi, kinh 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 kinh, sợ đấy, bắt đầu sợ sợ team bạn đấy, quá ghê gớm luôn anh em ơi. Đã thế làm thêm khủng long nữa giờ. Chết rồi các bạn ơi, con mình tình hình hơi căng nha, con bạn có quá nhiều cung thủ các bạn ơi. Mình sẽ hợp em khủng long này lại các bạn ơi. Ui bây giờ mới có tiền để lên một em khủng long mới vip hơn đây các bạn ơi. Ui hết sạch tiền rồi, chết rồi, đi rồi các bạn ơi. Cố lên nào, let's go, tấn công 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 tấn công, tất cả trụ lại tấn công đi. Ui mạnh thế nhỉ. Ui ui không, team bạn quá mạnh các bạn ơi. Ui kẻ địch kẻ thù mạnh quá. Trời ơi, lần này đi rồi, lần này tôi đi rồi các bạn ơi, không có cơ hội rồi. Trời ơi, bây giờ làm cách nào bây giờ, khi team bạn quá ghê gớm anh em ơi. Từ từ đã, tôi đang tính các bạn ơi. Ui từ a tránh ra cho đây, đây, có cách này các bạn ơi, cho em khủng long này vào đây luôn nè. Đấy, cho em khủng long này vào đây, đây cho em khủng long bạo chúa vào đây. Đấy, cho hết những khủng long mạnh ra ngoài các bạn ơi. Ok, tấn công, cơ hội của mình này, cơ hội của mình này các bạn ơi, có tránh được hay không đây, cơ hội của mình đây này. Yeah yeah, cố lên nào, cố lên cố nào, cố lên nào, cố lên. Ui giờ thì sao nó vẫn còn vậy các bạn ơi. Yeah các bạn nha, không cần mua thêm cái gì các bạn ơi, thay đổi đội hình mình vẫn có thể chiến thắng các bạn nha. Chúng ta chỉ cần biết cách sắp xếp đội hình một cách hợp lý thôi là chúng ta sẽ giành chiến thắng các bạn ơi. Quá đơn giản với nhân BB luôn, quá đơn giản luôn. Từ từ ai xem nào, trận này mình ấy đơn giản lắm anh ơi, cái này em làm được anh ơi. Đấy mình đã biết cách sắp xếp đội hình để cho nó khét rồi các bạn ơi. Chất rồi, tuổi gì ăn nhân các bạn ơi. Rồi ok, let's go, tấn công tấn công tấn công tấn công tấn công tấn công. Ui ui ui, sau vài trận thua thì mình đã rút ra được kinh nghiệm các bạn ơi. Bây giờ thì không cần mua cái gì, mình vẫn có thể chiến thắng được các bạn ơi. Cố lên nào mà đừng thua nha. Yeah, thấy chưa các bạn ơi, chưa có tiền mua cái gì luôn mà vẫn chiến thắng các bạn nha. Thấy chưa, ghê gớm không, có chất không, quá chất luôn anh chị đúng không các bạn. Lần này team bạn có rất nhiều chiến binh khét nha, khẩu long tai xanh là được rồi. Bây giờ mình có lẽ là mình sẽ sửa đẹp mấy cái thanh niên này bây giờ các bạn ạ. Rồi dồn tổng lực sang tấn công và mềm mé mấy này anh em ơi. Tấn công tấn công chứ gì nữa, hạ gục khủng long bạo chúa luôn, hạ gục hết tất cả khủng long luôn. Ui trời ơi, mấy thanh niên người này là quá yếu các bạn ơi, yếu rồi yếu rồi. Trời ơi lại win, mình đã tìm được cách sắp xếp đội hình mà có thể chiến thắng được các bạn ơi. Đó chính là các bạn hãy lé ra nha. Giả dụ team bạn có cái thằng siêu chiến binh ở đây đúng không, thì mình sẽ bỏ cái con khủng long của mình ấy khác ra chỗ thằng siêu chiến binh của nó, đừng để vào đúng chỗ siêu chiến binh các bạn nha, là mình thua đấy, không ổn đâu. Khi ở đây này, chiến binh của mình sẽ đặt thẳng vào con đây, đặt thẳng cái hàng của con khủng long của nó các bạn ơi. Đấy, để chiến binh của mình sẽ bắn trực tiếp vào con khủng long của nó luôn ấy. Thấy chưa các bạn chưa, đó khủng long của nó sẽ nhanh chết hơn vì khủng long của mình sẽ nhanh vào với cái khu vực của mấy thành lính bắn cung này hơn các bạn ơi. Đấy còn thằng đại tướng của team bạn ấy, thằng chiến binh của team bạn sẽ bắn vào những con khủng long con thì nó sẽ chịu đam cho mấy con khủng long to đó. Mẹo của mình đấy các bạn ạ, đấy mình sẽ chiến thắng suốt từ nãy giờ mà không cần phải mua thêm con gì các bạn ơi. Trận này mua thêm một em nha, mua thêm một em nha. Đấy mua thêm một em khủng long nữa. Ui sắp nâng cấp được rồi các bạn ơi, sắp có đủ khẩu long để nâng cấp rồi đấy. Đây đây đây, mình cứ thích chơi kiểu này đấy, làm gì được nhau. Ui team bạn mạnh chưa, ui team bạn mạnh nhỉ các bạn ơi. Wow team nó mạnh dã man luôn á. Được đấy, khét đấy các bạn ơi, chất đấy, quá ghê gớm luôn, quá ghê gớm luôn anh em ơi. Giờ phải làm cách nào bây giờ, đối đầu với đội quân này là thực sự rất là mạnh luôn. Nhưng thôi rồi không sao, các bạn an tâm, để mình tấn công, để mình tấn công, tấn công đi các bạn ơi. Ui quá nhiều phù thủy luôn này. Ui sao nó xin được nhiều quân thế nhỉ các bạn ơi. Ui trời này khó cho mình rồi, khó cho mình rồi anh em ơi, quá khó luôn đấy. Trời ơi sao không xin đâu nhiều quân ấy, lần này muốn thắng rất khó anh em ơi. Ui một tí nữa là thắng được các bạn ơi, còn 3 phát bắn nữa là mình có thể thắng được rồi. Trời ơi tiếc quá anh em ơi, tiếc thật sự luôn. Bao giờ mới có tiền mà xin được một em khủng long nữa đây. Trời ơi, tấn công vào con nào bây giờ, từ từ ra tấn công vào em nào bây giờ, cho tấn công trực tiếp vào thằng khủng long này của nó đúng không.
Cố lên, cố lên, cố lên. Tấn công. Tấn công một con khủng long này. Trời ơi. Trời ơi, khủng long bọn chúa của chúng sẽ bị cắn thôi. Ấy, ấy. Ui, khủng long mình lao vào được rồi. Lao vào được rồi, lao vào được rồi. Ui, trời ơi. Vẫn phải đấu với ba tên của team bạn, làm sao mà đấu được đúng không anh em? Khó thế nhỉ? Ai chả khét đấy. Ê, mình mà có tiền mua được một em khủng long nữa thì ngon, nhưng mà rất tiếc là không có các bạn ơi. Ui, càng ngày càng khó các bạn ơi. Rồi rồi, mình tiếp tục chơi thêm cái màn 125 các bạn nha. Quá khó luôn các bạn ơi. Và mình ok các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết cái video của Nhân BB. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách ấn like, ấn đăng ký kênh để mình có động lực phá đảo cái trò chơi này nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Nhân BB nha.